Hello, xin chào mọi người. Ngày hôm nay mình quay cái này nhanh nhanh cho mọi người coi. Mình đang ở trong đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Mình quay cảnh hát để chào xuân 2022 nha. Đây, trong đài truyền hình nào mọi người coi nè. Đây là cái dàn đèn của đài truyền hình rất khủng. Dàn đèn này là mấy chục tỷ đồng. Và ngày hôm nay có rất là nhiều diễn viên. Đây là bé Hiền, bé Tài, bé Tiến, bé Mai, bé Nam Cường, bé Lê Phương, bé Cát Tường, bé này không biết tên, bé này tên gì quên luôn rồi, bé kia là bé Trường Thịnh. Cái gì? Anh nói là anh đi làm môi trái tim đúng không? Đúng rồi. Đi chích môi mà nó bị cắt môi mà cái bà bác sĩ bà ghét á, bà cắt méo một bên. Em mình đi làm môi các bạn, mình cắt từ giữa nhưng mà cái người cắt sao cắt méo một bên giờ nó bị lồi bên. Khổ lắm. Các bạn đây là nhà thiết kế Diệt Hùng. Đây là chị Quỳnh Hoa. Lần đầu tiên cái rô đin nó sẽ đi vào tất cả các cái gương mặt của các bạn, từng cái động tác các bạn. Các bạn diễn dùng với cái máy gì? Nhớ nha. Thế thương đi quay cái nhạc mình như đi hội chợ ngồi kỳ. Ủa chứ không phải em là người quay phim hả anh Linh? Chúc em cầm iPhone quay phim được không anh Linh? Hình anh đâu? Đây là mấy con lân, đây là mấy con lân. Không nói ta đâu biết con lân đâu. Cái máy vô đâu mình diễn đó. Đây là đạo diễn Lý Khắc Linh của này truyền hình phố Hồ Chí Minh. Lâu ngày gặp lại tóc cũng không có luôn. Đây là chị Quỳnh Huê. Còn em làm cho anh Hải. Dạ, em luôn là người minh họa mà. Một hai người livestream chụp hình cho nó tự nhiên ngoài đời làm cho tự nhiên lắm luôn nha. Lên sân khấu thấy sao mọi người làm. Em làm được hết, yên tâm đi. Đây là một nữ quay phim. Lần đầu tiên mình gặp, hồi nào giờ quay phim trong đài chưa bao giờ gặp nữ quay phim nữ. Hôm nay có cơ hội tiếp cận. Đây là nữ quay phim. Cái gì kêu gì vậy? Đi quay. Thì quay nè, anh đang bấm quay. Không, bây giờ anh bị vô quay dây quay rồi. Anh được giao cho dây quay phim. Rồi chụp luôn nè. Bộ 2. Sao đứng xa vậy? Dạ. Con trai vô đứng gần trai coi chứ đâu mắc cỡ vậy? Thôi, trai đứng gần trai. Mọi người biết không, khổ lắm. Cuộc đời mình không bao giờ biết ca, biết hát, không bao giờ biết đàn luôn. Nhưng mà cái cuộc đời và sự nghiệp của mình nó gắn liền với cái đàn hoài, khổ lắm. Đó, đeo cái đàn thấy chuyên nghiệp chứ mà không có biết đàn sao, không biết nó dụng cụ gì. Không biết này là cái gì, cái nốt gì, cái gì luôn, bấm cái gì luôn. Nói chung là nó phiền lắm. Đây là bộ 2 của các chị em phụ nữ, thấy đẹp không? Đó, hoa văn. Đây, bộ 2 cũng của các chị em phụ nữ luôn. Quá đẹp. Quá đẹp, xuất sắc luôn. Tết năm nay HTV làm đồ đẹp quá các bạn ơi. Đẹp quá.
đẹp lắm đó. Rồi chị làm điệu lên coi đó. Được giao cho bộ đồ tím em thấy sao? Em cảm thấy rất là hãnh diện. Em order màu tím hay tự nhà thiết kế Võ Duy Hùng đưa? Nói chung là nhà thiết kế chọn mặt gửi vàng. Đây đây. Ủa sao em mặc áo bông quá vậy Cường? Đâu ai có bông đâu, có mình em có bông vậy? Rồi xong mới tới mấy anh em đứng đằng sau là bông hơn gì đó. Bông. Anh này cũng bông nữa nè. Đẹp luôn. Con cá nữa. Có con trâu à. Đâu? Áo em có con trâu. Năm nay cày như trâu. Trâu luôn. Rồi đó. Chúc mừng luôn. Quá trời đẹp. Phía sau lưng các nghệ sĩ nè. Mày quay cái gì? Hồi nãy chị thấy em nhảy quá trời quẩy mà chị nhìn lên chị thấy quay bong bóng không em tin không? Thiệt, chị nói thiệt luôn á. Em thấy giờ tới chị rồi nè. Chị Thanh Thủy dễ thương ha. Kết thúc một cái show rất là hoành tráng và thành công rồi nha. Chào mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi Huyên Khánh Vlog nha. Yeah.